cho mời các bạn nha. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Quỳnh Như Vlog. Và mình là Quỳnh Như nè. Mình đang ở một cái cây dưới một cái cây chanh mà nó cũng trơ trụi, không có nhiều trái. Và bây giờ thì mình sẽ hái vài trái để thực hiện cái thử thách, đó chính là ăn chua 7 cấp độ các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ hái chanh và mình sẽ quay cho các bạn xem những cái món mà hôm nay mình sẽ ăn nhé. Các bạn ơi, nói về cái độ chua thì không thể nào mà thiếu những cái quả tắc này đúng không các bạn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hái cái chùm tắc này nha các bạn. Ôi hấp dẫn quá đi à. Bây giờ thì mình sẽ thử thách ăn chua với là cóc non nè. Còn đây là me để nấu canh chua nè các bạn ơi. Còn đây là một trái xoài. Và đây là những trái tắc. Còn đây là chanh nha các bạn. Đây là những cái trái ở ngoài vườn mình thôi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện thử thách. Mình qua giới thiệu với các bạn, đây là đường, đây là ớt bột và đây là muối Tây Ninh. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho thêm một xíu nước mắm vô nữa nha. Đó, mình sẽ quậy cái hỗn hợp này lên các bạn ơi. Mình sẽ làm cái nước để mà chút khi mà chua quá thì mình sẽ chấm chung với cái nước này nha các bạn. Các bạn ơi, các bạn có thấy là hả chảy nước miếng chưa, chứ mình là ứa nước miếng luôn rồi, không biết là nó chua tới mức nào luôn á. Mình đã làm một cái chén gọi là nước mắm với đường với bột ớt với cả là muối Tây Ninh. Thôi mình ngồi ở đây đắng nóng nực quá, chua mà nó không có miếng gió nào hết trơn, cho nên là mình đang tìm đồ chua để ăn cho nó đã khác các bạn ơi. Không biết là mình ăn chua tới mức nào nữa. Ở đây là mình có chanh nè, đây là những cái trái cóc non, đây là một cái trái xoài khá là bự, nó cũng già rồi. Còn đây là những cái trái tắc mà mình mới vừa đi hái ngoài vườn. Các bạn nhìn thấy là nó chín hết rồi đúng không? Nhưng thật chất ra nó rất là chua luôn. Hôm bữa mình có ăn thử một lần rồi. Chua gần chết luôn vậy á. Ok, và không chần chừ nữa, bây giờ chúng ta sẽ thử ngay nhé các bạn. Đầu tiên thì Như sẽ muốn bắt đầu với cái vị nó chua bình thường thôi đó. Chính là Như sẽ ăn cóc nha các bạn. Và nếu như mà cảm thấy... ăn thử coi cái vị nó thế nào, nhưng nếu như mà nó chua quá thì Như sẽ chấm với cái này nha các bạn. À! Cái vỏ của nó hơi chua thôi các bạn ơi. Trên nó cũng không có chua lắm. Trên nó cũng không có chua lắm. Trên nó cũng không có chua lắm. Ê cái răng luôn. Nhưng mà đối với mình thì nó vẫn có chưa có chua lắm nha các bạn. Chấm với cái này ăn sẽ ngon hơn nè các bạn ơi. Công nhận mình chế ra cái nước chấm này ngon thiệt luôn á. Vô đây nó mới là chua chua, ngọt ngọt, cay cay nè các bạn. Ăn đổ mồ hôi luôn. Ngon quá. Đây là trái cóc già rồi. Còn đây là trái cóc non. Mình hái hai cây cóc lận. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái sơ trong cái hộp đó nè, nó không còn chua nữa các bạn ơi, nó rất là ngọt. Chua chỉ áp dụng đối với cóc non thôi các bạn ơi. Cái hộp nó rồi. Ok các bạn ơi, cái cốc non nó cũng gọi là chua thôi chứ nó cũng không có chua gì cho lắm đúng không. Và đôi khi mình thấy là ăn nó sẽ kích thích cái vị giác kích thích cái vị giác, nói chuyện hơi đớt đớt. Ăn những cái món tiếp theo bây giờ thì để tăng thêm cái độ chua thì mình sẽ ăn tới cái nào mà mọi người, bây giờ là chanh hay là tắc
tắt đi ha, nghe tắt nó đỏ hơn là chanh ha. Mọi người có thấy ngon không? Ok. À mà không, để trước tiên thì chúng ta sẽ ăn không trước cái đã, xong rồi sẽ hãy chấm vô cái nước sốt này để xem là cái mức độ chua nó cỡ nào nha. Ăn nha mọi người. Nó đã, không có chua, không có chua lắm mọi người ơi. Nó phải nói là nó cực kỳ đã luôn á. Cái vỏ của nó ngọt. Còn tắt chín rồi thì nó không có chua lắm. Mình nghĩ ngon hơn thì mình sẽ chấm với cái nước này. Các bạn nhìn nha. Hết chua luôn rồi. Ôi nó đã gì đâu. Ngon quá các bạn ơi. Tắt chín này ăn không cũng ngon mà. Mà chấm với cái nước sốt này nó cũng ngon nữa các bạn ơi. Quá đã. Ok bây giờ mình sẽ ăn tiếp nè. Xin mời các bạn nha. Đây đi các bạn. Ok bây giờ xin mời các bạn ăn nha. Thức miếng húng không kẹp luôn. Xin mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi, bây giờ mẹ mình đang tưới đồ. Quá là đã luôn á. Đã xong cái chén tắt rồi, bây giờ thì Như sẽ tiếp tục đó chính là cái xoài đi mọi người ơi ha. Chắc bây giờ mình sẽ gọt xoài à, để Như lấy cái dao. Ủa trái xoài này cảm giác như nó chín rồi hay sao á mọi người. Hồi đó Như có đi lên một lần đi lên trên núi á, thì ở trên đó trồng rất là nhiều xoài này luôn. Với lại một lần Như đi đâu nữa nè, trồng toàn là xoài này không luôn á, đã cực kỳ luôn. Không lẽ chạy vô cạp trái xoài cho đã. Chưa chín mọi người ơi, còn xanh nè. Ui, ngon quá. Ok các bạn ơi, bây giờ thì Như sẽ gọt trái xoài này ra nha. Cảm giác như là nó chín từ ở bên trong chín ra cái trái xoài này nè. Chín rồi, ở bên trong chín rồi. Ok. Để Như để cái điện thoại xích ra một chút. Đó, cho dễ nhìn. Ok, bây giờ thì Như sẽ gọt ra nè. Ngon quá. Như nghĩ là chín rồi chắc nó không chua đâu ha cả nhà. Ok. Ăn cái miếng nó không chín nhiều nè. Xin mời cả nhà nha. Xin mời. Xoài này không có chua mọi người ơi.
Thôi lỡ không chua rồi mình lấy mình chấm này mình ăn luôn. Xin mời mọi người nha. Đã quá mọi người. Tự nhiên hết lực luôn rồi. Đã. Hôm qua biết là tại sao nhưng không có ra video không? Là tại vì buổi sáng á mẹ như xịt thuốc mặn. Như ở trong nhà học bài buổi sáng, nấu cơm, dọn dẹp bữa chén, cho tới trưa khoảng 12 giờ mấy á, cái đi ra vườn chóc vừa khô quá, vừa khô mà nó còn trên cây á, giật xuống chóc đi bán nha mọi người. Như với mẹ chóc cả buổi chiều luôn. Tới năm mấy cái mẹ đi bán dừa với bán chuối. Thì đi vô chuẩn bị nấu cơm chiều xong rồi đi học. Đau quá các bạn ơi. Ngon muốn bay ra ngoài vũ trụ luôn. Đã gì đâu. Dạ. Ngon quá đá chứ điện thoại luôn. Ok bây giờ để quay trở lại với cảm giác chua nha các bạn. Mình sẽ ăn chanh các bạn ơi. Đây nè. Xong rồi miếng chanh nãy mình cắt á. Đây 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 đây. Đây là miếng chanh nha các bạn. Mình sẽ ăn thử trước cái miếng chanh này, sau đó mình mới ăn với chấm với nước sốt nha các bạn. Chua quá các bạn ơi. Chua quá. Phải nói là chanh nhà mình nó chua cực kỳ chua luôn. Cái vỏ của nó dày, nó đắng nữa. Vừa chua mà nó vừa đắng nữa các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắt một miếng để chấm với cái nước sốt của mình nha. Ê gần quá. Đây mình sẽ chấm với cái nước sốt này nha các bạn. Ăn miếng nha. Xin mời. Ngon cực kỳ luôn. Bớt chua. Tê tái tâm hồn luôn á các bạn ơi. Ok. Tóm lại là cái chanh này nó rất là chua, nhưng mà chấm với nước chấm thì nó rất là ngon. Mình ăn nãy giờ chảy mồ hôi hết trơn luôn. Bây giờ tới cái phần quan trọng nhất, đây chính là, thấy đen thui rồi thôi chứ nó chua dữ lắm á các bạn. Đây chính là me nấu canh chua của mẹ mình. Me dốt á. Thử miếng, thử mắt miếng thôi nha.
Mới đầu vô mình tưởng nó ngọt, cái vị nó ngọt ngọt. Ai ở chua quá. Mẹ nãy chua quá trời chua. Hèn chi nấu canh chua là đúng rồi. Chua gần chết luôn nhỉ. Ok, sẽ ăn một miếng nữa. Nếu như cái me này mà quậy nước uống á, xong rồi bỏ đậu phộng vô, trời chắc ngon cực kỳ luôn á các bạn. Nhưng mà ăn không thì nó chua lắm. Chua chảy nước mắt luôn rồi. Các bạn nhìn nè. Ok, chua quá. Chua quá các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đã thử thách xong cái ăn chua 7 cấp độ rồi. Các bạn thấy có hấp dẫn không? Các bạn có thấy chảy nước miếng không? Mình nói thiệt luôn á, thiệt sự là mình nhìn mình còn chảy nước miếng nữa, nói chi là các bạn đúng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây rồi. Nếu mà các bạn nào thích video này hoặc là có một cái ý kiến gì đó để cho mình làm thử thách thì các bạn hãy để dưới bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.